Ô tô cũ Đoàn Nghị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào cô dì, chú bác, anh chị em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Một dàn xe tập đi tập lái hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn đó là một mẫu xe Hyundai Megram i10 có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Một mẫu xe phân khúc hạng A, một mẫu xe số tự động, động cơ 1.2, xe gia đình, một chủ sử dụng từ mới. Hiện tại trước Hyundai Megram i10, bên em đang chào bán với giá là 229 triệu đồng cho một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn, bản hatchback một đầu, sơn xi màu đỏ các bác nhá. Màn hình cam đùi, màn hình Android đầy đủ rồi. Vâng, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới này. Và trước bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, một mẫu xe sơn xi màu trắng ngọc trinh, trang bị la răng đúc 4 bánh này. Vâng, túi khí cũng như ABS đầy đủ. Một mẫu xe biển kiểm soát Thái Bình quê lúa các bác nhá. Một mẫu xe Kia Morning bản SI, bản đủ của dòng Kia Morning số sàn. Hiện tại trước Kia Morning sản xuất 2017, một mẫu xe gia đình sử dụng này bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Vâng, 268 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, thương hiệu của Hàn Quốc. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bạn nhá. Một mẫu xe bản SI sơn xi màu trắng xịn sò, một chủ sử dụng từ mới này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Tubica có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ của nó là 1.4, biển kiểm soát Hà Nội 30A, sơn xi thì màu đen, vâng, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe Tubica đấy, nhỏ gọn, xinh và tiết kiệm, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn, mà giá tiền chỉ với 125 triệu đồng cho một mẫu xe Tubica nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Đài Loan các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đài Loan luôn. Và mang biển kiểm soát 14A, đó là một mẫu xe Hyundai Gram i10 có năm sản xuất 2014 này, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Một mẫu xe gia đình sử dụng bản đủ các bác nhá, bản đủ luôn. Vâng, tư nhân chính chủ mở biển Quảng Ninh, một mẫu xe Hyundai Gram i10, nội thất ghế da hai màu, vâng, rất là tươi luôn. Giá tiền của chiếc Hyundai Gram i10 bên em đang chào bán với giá là 236 triệu đồng. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, bản đủ, đề lỗ start top, gương kính chỉnh điện và cụp xe, động cơ chỉ với 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là tầm khoảng chỉ có 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số các bạn nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe chỉ có vài chục triệu đồng, mua về tập đi tập lái che mưa che nắng các bác ạ. Một mẫu xe Daewoo Matiz, vâng, thương hiệu của Hàn Quốc, bản hatchback một đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát 30A, biển Hà Nội. Giá tiền của chiếc Daewoo Matiz, vâng, chỉ với 66 triệu đồng thôi. Rất là rẻ luôn, 66 triệu đồng, máy lổ mà còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt. Nội thất ghế da hai màu, vâng, một mẫu xe Daewoo Matiz chạy rất là tít luôn. Mà giá tiền chỉ bằng một chiếc xe máy các bác nhá, 66 triệu đồng thôi. Và đây là một mẫu xe Honda City. Vâng, Honda City mang phiên bản số tự động, vâng, mang khối động cơ của nó là 1.5, vâng, thương hiệu Nhật Bản, máy xăng, số tự động. Đấy, một mẫu xe Honda City sản xuất 2015 các bác nhá, giá tiền 295 triệu đồng. À vâng, xin lỗi các bác, 395 triệu đồng. Một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Một mẫu xe Honda City, vâng, sản xuất 2015, số tự động.
Giá tiền con này bên em đang chào bán với giá là 395 triệu đồng, có bao rút hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Và em đã đến một mẫu xe này là mẫu xe Trendless Vivante, có năm sản xuất 2008 này. Vâng, 2008, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ của nó là 2.0, đăng ký 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát Nghệ An, xe gia đình sử dụng. Giá tiền của chiếc Trendless Vivante bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Matiz, vâng, sản xuất 2008, bản SE, bản đủ, tư nhân chính chủ, màu biển Hải Phòng, chủ mã đầy đủ luôn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Giá tiền của chiếc Daewoo Matiz, vâng, động cơ chỉ với 0.8 này, bên em đang chào bán với giá là chỉ có 66 triệu đồng thôi. Vâng, rất là rẻ luôn. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Ai mua xe đẹp, xe rẻ, chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Bác nào mà không có thời gian đến trực tiếp bãi xe của em được, alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu. Làm phí lộ đi đường, em sẽ đánh xe, tiết xe, ship xe đến tận nhà cho các bác. Xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Bên cạnh đây là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, đó là một mẫu xe Trendless Spark. Có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, với động cơ 0.8, biển kiểm soát quê hương Linh Bình. Giá tiền trước này là chỉ với 90 triệu đồng thôi, một mẫu xe Trendless Spark thương hiệu của nước Mỹ này. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Trendless Spark sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 0.8. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là an tầm khoảng 4 lít xăng trên 100 cây số. Mà thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Sơn xi thì màu trắng xịn sò luôn. Giá tiền của chiếc Trendless Spark bên em đang chào bán với giá là chỉ với 105 triệu đồng. Bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Matiz bản SE số sàn, động cơ 0.8. Một mẫu xe biển kiểm soát Hà Nội, bác nào mà quan tâm mua về tập đi tập lái che mưa che nắng alo cho em. Giá tiền chỉ với 65 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Matiz. Vâng, động cơ 0.8, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning sản xuất 2009, nó có hai bản, bản số thẳng và bản số direct. Con này thì là số thẳng các bác nhá, bản này bản số thẳng này. Giá tiền của chiếc Kia Morning xe gia đình sử dụng, keo chỉ zin, máy số zin, biển kiểm soát Hải Phòng, sơn xi màu ghi xám lông chuột. Bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng, có bao hồ sơ và cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Mogram i10, có năm sản xuất 2017, mang biển kiểm soát 36A, biển quê hương Thanh Hóa, bản hatchback một đầu. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Một mẫu xe i10 sản xuất 2017, đời cao mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Đăng ký 5 chỗ ngồi, vâng, 2017 luôn các bác nhé. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A, vâng, 57044. Đó là một mẫu xe Trendless Spark sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 0.8 thôi. Hiện tại chiếc Trendless Spark bên em đang chào bán với giá là, vâng, chỉ với 92 triệu đồng. Vâng, bác nào mà thiện chí em bớt cho các bác 2 triệu, còn 90 triệu đồng luôn. Rất là rẻ các bác nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi. Vâng, chỉ với 90 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Trendless Spark thương hiệu nước Mỹ này. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A, cũng là một mẫu xe Trendless Spark. Sản xuất 2010, số sàn, động cơ chỉ với 0.8 thôi. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 90 triệu đồng, một mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ, một mẫu xe số sàn, vâng, động cơ chỉ với 0.8 các bác nhá. Rất là rẻ luôn, chỉ với 90 triệu đồng thôi. Và trước này thì Kia Morning nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Đấy, sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.0 thôi. Hiện tại trước Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 105 triệu đồng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Dòng Kia Morning thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay ở mặt các bác nhé.
Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.25, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Biển kiểm soát Bắc Linh vùng Than, Quảng Linh đúng không nha, xin lỗi các bác. Biển Quảng Linh vùng Than, sơn xi thì màu trắng. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, bản hatchback một đầu. Giá tiền của chiếc Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning bản hatchback một đầu, nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Kia Morning biển kiểm soát 15A Hải Phòng, hoa phượng đỏ 27849 này. Con biển con này thì nó hơi xấu một chút các bác nhá. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này bên em sẽ bao rút hồ sơ. Đấy, các bác về sang tên bấm biển mới là mất cái con 49 này luôn. Mà giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2016 có nhá. Vâng, sơn xi thì màu trắng xịn sò, mang biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Đó là một mẫu xe Hyundai Grand i10, có năm sản xuất 2017, bản hatchback một đầu, sơn xi màu bạc. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới này. Trước kia Hyundai Grand i10 2017 bên em đang chào bán với giá là 262 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác. Mang biển kiểm soát 14. Vâng, đó là một mẫu xe Kia Morning bản C, bản SI các bác nhá. Đó là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017, tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.2, sơn xi thì màu tím than rất là đẹp luôn. Giá tiền của chiếc Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 318 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Vâng, số tự động, xe gia đình xịn sò luôn. Và tiếp theo đây là một mẫu xe E5. E5 có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn khối động cơ 1.4, sơn xi thì màu vàng. Vâng, sơn xi thì màu vàng rất là đẹp luôn. Bản hatchback một đầu, động cơ 1.4, xăng ăn tiết kiệm như người, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Giá tiền của chiếc E5 bên em đang chào bán với giá là 119 triệu đồng. Vâng, chỉ với 119 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe E5 túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ này. Mang biển kiểm soát 36A, sơn xi thì màu bạc. Đó là một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Đó là một mẫu xe Chevrolet Lexus sản xuất 2009. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là chỉ với 80 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 80 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Lexus thương hiệu của nước Mỹ, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, sơn xi thì màu bạc, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Morning biển kiểm soát Hà Nội 30E. Vâng, 89166 này. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Vâng, sơn xi thì màu bạc xịn sò. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá, không taxi, không dịch vụ luôn. Giá tiền 239 triệu đồng, sản xuất 2017 này. Đấy. Một mẫu xe Kia Morning bản MT số sàn, động cơ 1.25. Đấy, sơn xi thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Mà giá tiền rất là rẻ luôn, chỉ với 239 triệu đồng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2017 các bác nhá, số sàn động cơ 1.25. Đấy, con này trước kia nó có qua dịch vụ, bây giờ ra tên tư nhân biển Hải Dương rồi. Đấy, sơn xi thì vẫn là màu xanh xịn sò nguyên bản theo xe. Giá tiền trước này chỉ với 209 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning, vâng, bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người luôn. Động cơ của nó chỉ với 1.25, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu chỉ tầm 5 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Nissan Piso có năm sản xuất 2009 này, mang phiên bản số tự động, động cơ chỉ với 1.0, nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Sơn xi thì màu đỏ các bác nhá, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Giá tiền của chiếc Nissan Piso bên em đang chào bán với giá là, con này bên em đang chào bán với giá là 195 triệu đồng cho một mẫu xe Nissan Piso nhập khẩu nguyên trước từ Ấn luôn các bác nhá. Sơn xi màu đỏ xịn sò, bản hatchback màu đầu.
Bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Accent có năm sản xuất 2014 này, mang phiên bản số tự động, khối động cơ chỉ với 1.4 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe lại ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản full cửa sổ trời. Nội thất thì ghế lỉ xịn sò nguyên bản cao xe. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, bản Blue, vâng, bô lăng kép, bô lăng 4 chấu. Xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Thái Bình quê lúa này. Giá tiền chiếc này là 379 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vậy bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Accent, alo trực tiếp cho em. Và đây là một mẫu xe Hyundai Magram i10 có năm sản đây là một mẫu xe Toyota Vios các bác nhá. Toyota Vios có năm sản xuất 2007, bản Nimo lưng phun kịch đồ, bản sedan hai đầu. Hiện tại chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán giá là chỉ với 150 triệu đồng thôi. Vâng, rất là rẻ luôn. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, ai mua xe đẹp, xe rẻ, chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất 2016 này. Sơn xi màu bạc, biển kiểm soát Nghệ An 37A. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng, sản xuất 2016 này. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A48875. Đó là một mẫu xe Hyundai Grammy 10. Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, bản đủ, tư nhân chính chủ, mở biển Hà Nội. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe i10 bản đủ nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Nga. Và mang biển kiểm soát 15A19322. Đó là một mẫu xe này là mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2015, bản E số sàn, động cơ 1.5. Một mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Sơn xi thì màu đen xịn sò, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5. Đấy, bản sedan hai đầu. Vâng, một mẫu xe gia đình xịn sò, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. Giá tiền loanh quanh đâu đó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante. Vâng, một mẫu xe biển kiểm soát Hà Nội luôn. Sơn xi thì màu ghi sáng rất là đẹp các bác nhá. Giá tiền trước này là với 258 triệu đồng, có bao rút hồ sơ cũng như có hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX sản xuất 2010, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, bản phun cửa sổ trời. Xe gia đình không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Giá tiền của chiếc này là 245 triệu đồng cho một mẫu xe nhập khẩu mà số tự động, xe gia đình xịn sò luôn. Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá thương hiệu Nhật Bản này. Giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá Toyota Vios này. Mang biển kiểm soát Hà Nội, đó là một mẫu xe Honda Civic. Vâng, Honda Civic có năm sản xuất 2010, số sàn, khối động cơ 1.8 máy xăng. Hiện tại chiếc Honda Civic bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng cho một mẫu xe Honda Civic. Và chiếc bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Sedato, thì tối hôm qua em đã nhận cọc của bác Hải Phòng này. Và đây là một mẫu xe Daewoo Gencha nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Đó là một mẫu xe Daewoo Gencha.
Vâng, bản sedan hai đầu, động cơ chỉ với 1.2 thôi. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, động cơ chỉ với 1.2. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 6 lít xăng. Vâng, trên 100 cây số. Giá tiền 175 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti bản SE số sàn, động cơ 1.6 này. Xe gia đình sử dụng, keo chỉ zin, máy số zin luôn. Hiện tại trước Daewoo Lachatti bản SE số sàn, động cơ 1.6 này, bên em đang chào bán với giá là 220 triệu đồng các bác nhá. 220 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti nhập khẩu nguyên con. Sơn si thì màu đen xịn sò, bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp luôn. Bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2010, bản Nimo lâm phun kịch đồ, gương kính chỉnh điện và cột xe. Hiện tại chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 189 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản này. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2015. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Vâng, 58790. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ này, mang biển kiểm soát 98A40160. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo. Vâng, nhập khẩu nguyên trước. Vâng, xe gia đình sử dụng. Một mẫu xe Hyundai. Vâng, Hyundai i30 CVK sản xuất 2009, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6 này. Giá tiền của chiếc Hyundai vâng, Hyundai i30 CVK bên em đang chào bán với giá là 295 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 295 triệu đồng cho một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng ngang 17 chỗ luôn. Bên cạnh đây là một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng, đó là một mẫu xe Lifan. Vâng, một mẫu xe Lifan sản xuất 2007 bản lắp ráp tại Việt Nam, bản sedan 2 đầu. Giá tiền chỉ với 58 triệu đồng thôi, rất là rẻ luôn. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ các bác nhá. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2007, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó máy xăng, máy 2.7 các bác nhá. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, bên em đang chào bán với giá là 300 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về. Bên cạnh đây là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, đó là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0. Hiện tại chiếc Toyota Innova bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng, biển kiểm soát 36A, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, bao zin cả xe, mang biển kiểm soát quê hương Bắc Linh, Quan Họ. Một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013 bản E số sàn, động cơ 2.0, với giá tiền trước này chỉ với 299 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota. Vâng, bản E, bản đủ dòng Toyota Innova số sàn. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Vivante sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, tư nhân, một chủ sử dụng từ mới này. Một mẫu xe Chevrolet Vivante bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng, có bao hồ sơ và có ship đến tận nhà, tận giường các bác luôn. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Nội 29A. Đó là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 này, số sàn, động cơ của nó là 2.0, xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hà Nội, sơn si thì màu vàng cát. Vâng, một mẫu xe gia đình xịn sò luôn, giá tiền 248 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, vâng, động cơ 2.5, máy dầu, biển kiểm soát Hải Dương 34A, gầm cao, máy thoáng, máy chất, gầm chắc, côn số ngọt, công trình, công trường, đường rừng, đường đèo, ok luôn. Mà giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là chỉ với 225 triệu đồng, rất là rẻ luôn các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 2.0, máy xăng,
chiếc Toyota Innova bản G, bản đủ tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng cơ mới này. Bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe gia đình, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Sơn xi thì màu vàng cát, mang biển kiểm soát Bắc Giang. Vâng, đó là một mẫu xe Hyundai Santa Fe, sản xuất 2003, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Carren, sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0, máy xăng. Một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, bên em đang chào bán với giá là 268 triệu đồng, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác. Dạ vâng, và cuối cùng đây là một mẫu xe này, là mẫu xe đến từ nước Mỹ các bác này. Đấy, đang thi đến các bác nhá. Đến từ nước Mỹ, đấy, đó là một mẫu xe Ford Fiesta, sản xuất 2011, mà giá tiền đâu đó chỉ có 235 triệu đồng. Vâng, chỉ với 235 triệu đồng rất là rẻ luôn. Đó là một mẫu xe Ford Fiesta, vâng, bản hatchback một đầu, động cơ chỉ với 1.6 thôi. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Vâng, chỉ với 235 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Fiesta này. Đấy, một mẫu xe Ford Fiesta phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy zin luôn. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp một lửa bãi xe rồi các bác nhá. Một lửa bãi xe mà đã lên đến 26 phút rồi. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.